Nếu như được á, mình hiểu theo ba mẹ mình tí thì nó sai hơn. Tại vì nếu như mình sinh ngay cái thời của ba mẹ đó thì chắc là mình cũng sẽ cư xử giống như họ, với những cái cách giáo dục đó, với những cái môi trường đó. Cho nên bây giờ chúng ta cư xử gọi là khéo hơn là do chúng ta được đi đây đi đó, chúng ta được tiếp cận với mạng xã hội, mình biết được cái văn hóa ở nhiều nơi, cho nên mình khéo hơn họ một tí. Còn họ thì thẳng như ruột ngựa, có gì để họ phơi bày ra. Và đôi khi họ cũng không muốn đâu các bạn, nói thiệt. Nhiều khi họ không biết cách diễn đạt ra bên ngoài là như thế nào ấy. Nói chung là cái câu đó con cũng là nói với mẹ con, nhưng mà chưa bao giờ con nói được. À cái câu mà xin ba, xin lỗi ba mẹ có đúng không? Mà có mẹ đây không? Rồi mẹ ngồi kế bên kìa. Chị mẹ luôn. Sẵn bữa nay nói câu gì mẹ đi, quay qua nói thử coi. Nói luôn đi. Dạ, con mẹ là vỗ tay được không Vinh? Rất dũng cảm. Nói thiệt với bạn, đã làm phim, trong cuộc đời làm phim thì chỉ mong muốn những cái cảm xúc này thôi. Nói thật á, là cô cho con tí cảm xúc của cô luôn. Khi cô nghe cái câu đó lần đầu tiên trong đời, từ một con bé mà nó la, mà từ dưới nghe lên ở trên. Cha mẹ lúc nào cũng phải thương con thôi, tức là dành những gì mình có được thì mình dành hết cho con. Thì mình chỉ muốn là con nó hiểu được và mình nói nó nghe thôi, chứ ngoài ra cũng không còn muốn là mong muốn là con không muốn cho con mà nó tôi xúc một ai hết. Tức là bây giờ tôi bản thân tôi chấp nhận một cái yên. Ví dụ như bệnh hoạn gì thì tôi chỉ xin ơn trên là cho tôi gánh hết cho tất cả các con tôi, nên tôi dành cái tình thương đó hết cho con tôi. Chị này thì chỉ thiệt thòi nhiều, nên bây giờ thì mình phải bù đắp thôi, chứ không có chị hết thì con nhiều khi nó cũng đi học rồi cái áp bức của việc học mình đắp nó thì chỉ dạng mình nói để cho con nó học thì nhiều khi nó chép, nó cũng trả lời những cái lời mà mình hơi đau thôi, nhưng mà kệ, mình mẹ mà, chuyện gì mình gánh được mình cứ gánh cho con, chứ không có chuyện gì để mà mình buồn con đâu. Người mẹ nào cũng vậy á, ai cũng muốn hy sinh cho con hết. Vì vậy mẹ vừa nghe lời nói con, mẹ thương lắm. Nên bây giờ cũng gì của con, của mẹ cứ dành hết tình cảm cho con. Đây đây hai mẹ con dễ thương quá. Nói thiệt quý vị ơi, vỗ tay. Làm phim không có cái gì mà hạnh phúc hơn là khi khán giả mình xem xong là họ thương nhau ngay. Và đúng là có những cái câu chuyện khó nói lắm, và mình chọn cách là nói ra hay không thôi, không có cái gì dễ hết. Nó chỉ khó ngay cái đoạn bắt đầu thôi. Cảm ơn cô nha, cảm ơn cô, con chúc cô sức khỏe, cảm ơn em rất là nhiều. Thank you.